Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Nên đã quay giới thiệu chú vị và các bạn một số phôi mai ha. Trực có lắc có nha quý vị. Đế thì đặt kẹo ở trên đây ha. Quá xá mai luôn quý vị, tha hồ mình chọn lựa luôn. Rồi, nó chào thầy nè. Chào cô chú anh chị mình tên Tàu Quốc, nó cô chú anh chị mình ơi. Đó, hôm nay em cũng tiếp tục về lô mai giảo hạt Thủ Đức ha. Hình thức của em vẫn là bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình nha. Thì cô chú anh chị trồng thì nhớ chăm cây mà em ha. Đó, em bao sống là bao gạch tược cho cô chú anh chị nha. Quá thời hạn thì em không có bao. Cô chú anh chị thấy những cái lá bị sâu quá, cô chú anh chị thấy mùa mưa á, những cái lá nó bị sâu quá, cô chú anh chị thịt sâu nha. Sâu chứ chứ ngày hôm có mấy anh em là điện vô về gì đâu sâu nó ăn còn dính đọt tùm lum luôn mà kêu em gãi cây khác đền đi thì cũng tội nghiệp em hén của chú anh chị đó, quá là sâu luôn á, cũng kêu em nữa tại sâu không mà cũng kêu gọi cũng kêu đền đó, của chú anh chị cũng thông cảm đó nha. Rồi em đeo được cây đầu tiên đầu clip của chú anh chị mã số 100 ha, đó chiều cao là 69 của chú anh chị đó, hoành 16 hoành rồi. Đó, của chú anh chị ha. Chung là phôi mà nó vừa lú tược cái gì quý vị xịt sâu với bò trĩ nó. Bò trĩ nha cô chú anh chị, mùa mưa mà cô chú anh chị ha. Giữ được cụ lá nó nha. Đó, cụ đế tài cành đẹp nha cô chú anh chị, lắc lượng ha. Bao ship tới nhà luôn cô chú anh chị. Đó, mã số 100 này em giao là 200 ha cô chú anh chị. Đó, 200 bao ship luôn nha. Rồi, mã số 101. Cao 50. Hoành 20 hoành. Rồi, hoành 20. Đó. Tay cành cũng đều đó quý vị, em này thì cũng đã bung tược rồi, bung tược mạnh nè đó, củ đế nè cô chú anh chị, trái cũng đều ha, còn bự không luôn, khoảng 20 cô chú anh chị đó, giá 350k rồi xuống cây luôn đó. Rồi mã số 102, cao 30, khoảng 20 luôn rồi, 21 đến 20 cô chú anh chị, cũng bung tược mà mạnh rồi cô chú anh chị nè, được nó đang bung lại ha cô chú anh chị đó. Em cắt này tược bung lại nữa cô chú anh chị. Đây, rồi mã số 102 này 300 cô chú anh chị. Rồi 300 ha. 300. Rồi, xuống rồi mã số 103. Cao 39. Hoành 18 hoành. Đó, bao ship bao bung gà tược mạnh luôn cho cô chú anh chị mình tới nhà trồng luôn nè. Trồng 2 tháng luôn cô chú anh chị mình nha. Đó, nguyên củ đế luôn cô chú anh chị, tay cành đẹp luôn, lắc lượng rất khéo ha. Nó lên cục sụ trên lưng luôn, nhẹ luôn cô chú anh chị ha. Hồi xưa nè, nó kéo liền da hết của chú anh chị nha. Rồi, mã số 03 này, 103 này, em giao lưu là 200. Rồi, xuống cây luôn. Đó, rồi, tới mã số 104. Rồi, cao 30. Đó, tự nhiên cắt cái đuôi này ổn quá ha, của chú anh chị. 20 hoành. Nè, cắt này đầy ổn quá ha. Đó, làm cái đuôi đẹp quá ha, của chú anh chị. Nó cắt cục kính này. Nó nó ra tược, của chú anh chị. Nó còn cũng khúc ha. Ra lại, của chú anh chị mình là lập cái đuôi nó là ok luôn á. Đó, cây bung tược mạnh hết rồi cô chú anh chị. Rồi, 104 này em giao luôn 250 cô chú anh chị. 250 ha. Bao ship luôn. Rồi. Đấy, 105. Cao 40. Hoành 15. 15 hoành cô chú anh chị. Đó, nguyên củ đế luôn cô chú anh chị. Qua sức củ đế rồi. Qua đẹp luôn cô chú anh chị. Đó. Rồi, 105 này em giao luôn cũng 200 cô chú anh chị. Rồi. Rất lượng đủ tay cành luôn. Rồi, một cái trật ha. 106, cao 49, hoành 20 hoành. Rồi, tay cành luôn. Đó, tay cành khá đẹp của chú anh chị. Rồi, củ đế luôn. Củ đế nè, trái đều luôn của chú anh chị ha. Đó, mạnh liệt rồi của chú anh chị. Rồi, 106 này em giao lưu 300. Rồi, 300 rồi của chị. Rồi, 107, rồi. Cao 35, hoành 23 hoành. Đó, cụ đế nè, quá sức cô chú anh chị ha. Rồi 107 này em giao lưu 400 cô chú anh chị. Đó, đủ tay cành đủ phê luôn ha. Rồi mã số 108, cao 27, hoành 23 hoành. Đó, đế quái ha cô chú anh chị, rất quái cây. Đó. Rồi 108 này em giao lưu 400 cô chú anh chị. Rồi xuống cây 400. Rồi 109, cao 30, hoành 20 hoành. Đó, tay cành chia cũng đều quá cô chú anh chị nha. Đó, nguyên cụ đế luôn. Đây cụ đế quý vị. Quá xa đẹp cô chú anh chị. Đó, một trật đảo ha cô chú anh chị.
Rồi 109 em giao lưu 300. Rồi xuống cây. Này có hai bài sĩ không có chút gì. Rồi 110. Cao 40. Hoành 17 hoành. Đó. Hoành 17 luôn. Phí đưa ra đã bao ship tới nhà rồi nha cô chú anh chị ơi. Phí này là đã ship luôn rồi nha. Đó. Nguyên cụ đế luôn. Rồi 110 này em giao lưu 200. Rồi 200 cái gì? Rồi 111. Cao 25. Hoành 18. Đó, tược lú mầm hết rồi cho anh chị ha. Đó, lắc lượng nè cô chú anh chị. Đó, 111 này em giao lưu cũng 200 ha. Rồi, xuống cây luôn. Đó, 112. Cao 38. Hoành đây 13 ha. Đó, cây này nguyên cụ đế đẹp lắm của chú anh chị ha. Trải đều luôn ha. Búp măng, trải đều đế luôn nè. Đó. Rồi, máy số 112 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 250k. Rồi, xuống cây. Đó, 113. Cao 35. Hoành 19 hoành. Đế luôn à quý vị. Đó, đế rất đẹp của chú anh chị. Đó, trải đều luôn của chú anh chị, bích bầu luôn ha. Rồi 113 này em giao lưu 300. Rồi, xuống cây. Rồi 114. Cao 45. Hoành 16 hoành. Đó. Rồi 114 này em giao lưu 220 nghìn. Quá đẹp ha cô chú anh chị. Phí đưa ra đã bao ship ha. Hai xe máy cầm của chú anh chị. Rồi 115. Cao 79. Hoành 22. Rồi 22 hoành. Để quá sẽ để ha. Yeah. Rồi. Rồi 115 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 400 ha. Rồi 400. Rồi 116. Cao 49. Hoành 19. Đó, cũng rất đẹp nguyên cũ nha cô chú anh chị. Nguyên cũ luôn. Đây, cụ đế đây. Đó, 116 nha cô chú anh chị. 116 này em giao lưu 350 ha. Rồi, 350. Rồi 117 có lỗ lưng miếng nha cô chú anh chị. Cao 55. Hoành 22 hoành. Rồi, da me luôn cô chú anh chị. Nè, thân da me mở lên lục cục ở trong thân nè. Trong những cái ấy ha. Nách ha cô chú anh chị. Đó. Mà dưới đây lũa cho cô chú anh chị. Gọi đây lũa cái ha. Da me. Nè lũa nè, cũng kéo liền ha. Sam cứ ngắt nè cô chú anh chị. Nó tự nhiên thú nè, có đuôi ha. Đó, giá mềm cho cô chú anh chị nè. Đó. Ha, máy hoành luôn giá 220 cô chú anh chị. Rồi, 220 bao ship luôn nha. Đó, rồi 118. Cao 35. Cây hoành 14 hoành. Rồi, hoành 14 ha quý vị. Đó. Quái cây rất đẹp, cây duyên dáng luôn cô chú anh chị. Duyên dáng nè, cụ đế rất đẹp nha. Nó rất duyên cây. Tay cành cũng rất chuẩn nha cô chú anh chị. Còn 118 200 mà cô chú anh chị. Rồi 200. Rồi tới 119. Cao 45. Hoành 21 hoành. Đó 21 hoành ha. Đây cũng bị lũa nhẹ miếng nha cô chú anh chị. Nè. Đó, lũa mà sao trong cứng ha. Đây nó lên lục cục rồi. Đó mà cây lớn ha cô chú anh chị, hàm máy hoành nè luôn. Đó, đế nè. Đó, không được cắt ngay đây cũng đủ nữa cô chú anh chị. Giá mềm mà. Giá ba xị cô chú anh chị. Rồi, 300. Đó, ba xị ha. Rồi. Rồi, tới 120. 120. Cao 55. Hoành 23 hoành. Đó, có đuôi rất đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, cây này cắt dài dài ra làm đuôi được nè. Ô chú anh chị như con gì ngồi ha, đưa đuôi ha. Đó, quái ha cô chú anh chị. Tài cành này chi cũng đủ nè. Đó, 120 này 400 cô chú anh chị. Rồi, 400. Rồi, mã số 121. Cao 50. Hoành 20 hoành. Đó, 20 hoành nè. Đó, đế đồ trải đều rất đẹp nha. Rồi, xuống đế đây rồi quý vị. Đó, đế nè. Qua sức cái nào đế cô chú anh chị. Đây cũng liền ha. Lưng đó, đó cũng có lũa mà nó dở liền, kéo liền ha. Đang chảy xù lên lại cô chú anh chị. Đó, rồi, mã số 121 này 350 cô chú anh chị. Rồi, 350. Số 122. Rồi, 122. Cao 60. Cây này lũa như nghệ thuật nha cô chú anh chị. Đó, hoành 24 hoành. Đó, có thật nè ha.
Đó, cô chú anh chị nhìn kỹ tay cành nè. Đó, lũa thì nó kéo liền nè cô chú anh chị. Nó kéo liền nó ra tờ nè. Kéo bít hết rồi ha. Ra lục cục lại ha cô chú anh chị. Đó, cây thì quái cây lắm cô chú anh chị. Nguyên củ đế luôn ha. Đó, rất là ok luôn cô chú anh chị. Bao ship bao sống trên toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đó, mã số 122-500 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. 500. Đó, rồi, mã số 123. Cao 39. Hoành 24 hoành. Rồi, 24 đó, hoành. Cây này rất đẹp nha. Búp măng. Lực cây lắm cô chú anh chị ơi. Đó, lên cái lưng nó xù nha cô chú anh chị. Lên nè, kéo nhựa ha. Bít hết rồi ha. Không còn cái nào hết nè. Cứng nè, lan lên cái cục gì nè. Phụ lên luôn rồi. Đó. Để khỏi phải bàn luôn cô chú anh chị. Để khỏi chê rồi. Rồi, 123 này 600. Rồi, xuống cây. 600 rồi, 124. Cao 45. Hoành 22 hoành. Rồi. Đó, tay cành cũng đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, kéo lên mình máy nè. Bạch bạch hết rồi cô chú anh chị ha. Rồi, để đây quý vị. Đó, 124 này 600 cô chú anh chị. Rồi, 600. 125. Rồi, hoành cao 60. Hoành 18 hoành. Đó, rất mạnh rất khỏe cô chú anh chị ơi. Để đây quý vị. Đó, rồi để đây. 125 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 300. 300. Rồi 126. Cao 39. Hoành 19 hoành. Rồi hoành 19. Đó, cây này nguyên củ đế luôn. Đó, lá cái mấy cây này mới về nha cô chú anh chị. Để đây quý vị. Mới vệ sinh ra luôn. Đó, mới làm ra luôn cái chạc luôn. Đó, 126 này vô lô 400 nguyên củ chạp bá luôn của chú chị. 400. Rồi 127. Cao 39. Hoành 17 hoành. Đó. Rất lượng quái cây lắm cô chú chị ơi. Rồi 127 này em vô lô 150 rồi cô chú chị. Rồi 150 rồi. Phí đưa ra đã bao ship tới nhà ha. Rồi mã số 128. Cao 29. Hoành 19. Đó, nguyên cục đế luôn của chú anh chị ơi. Thái đều luôn ha. Đó, rất quái của chú anh chị ơi. Đó, mạnh tay vô ủng hộ của chú anh chị. Đó, rồi 128 này 30 của chú anh chị ơi. Rồi, 30. Rồi, 129 ha. Xinh hàng đẹp nè. Chiều cao 50. Hoành 17 hoành. Rồi, xe xe luôn. Đó, xe dòng tự nhiên thú ngồi ha của chú anh chị. Đó, nhìn dáng giống thú ngồi ha. Nè, đó. Chú anh chị nhìn kỹ ha. Dáng cũng lạ cô chú anh chị. Rồi 129 này 320 cô chú anh chị. Rồi 320. Rồi tới 130 ha. Đó, càng ngày càng lên bự ha. Chiều cao là 49. Đó, càng ngày vô càng bự cô chú anh chị. Rồi hoành 25. 25 hoành cô chú anh chị ha. Đó. Rồi cái cò ở đây quý vị. Để qua sơ cái đế nè, đế cũ bự bự không cô chú anh chị. Đó, tay cành cũng chia đẹp lắm cô chú anh chị ha. Đó, xử lý hết rồi cô chú anh chị nha. Rồi, mã số 130 nè, em giao lưu 550 cô chú anh chị. Rồi, 550. Rồi, 131 nè. Đó, lỗ tinh lưng em xử lý rồi nha. Rồi, chiều cao 55. Hoành 22 hoành. Đó, tay cành chi đủ ra bung tược mạnh hết rồi cô chú anh chị ha. Đó, ngay cái mình này nó bị đây nè. Nó khô cái da chỗ này miếng ha, mà chưa có diễn ha. Nó lúc mà bị ấy bị cháy gì cô chú anh chị, cháy nắng á. Nè rồi em cạo ra em xử lý nha cô chú anh chị. Nó tột ở dưới nè. Đó, chỉ có phỉnh chỗ này ha, da cứng sàm hết rồi. Đó, tột đổ bông mạnh hết rồi cô chú anh chị. Giá thì mềm cho cô chú anh chị chỉ chơi cô chú anh chị. Nó nguyên cụ đế nè, nó cắt ngay đó cũng chơi cụ đế cũng đủ nó cô chú anh chị. Rồi, giá 300 cô chú anh chị. 300 ha. Đó, rồi, mã số 132. Cao 39 ha. Hoành 23 hoành. Đó, cụ đế đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Đó, mặc sức tha hồ, mặc sức mà lựa luôn cô chú anh chị. Cụ đế nè. Đó, rất là đẹp, rất duyên nha. Cây càng ngày càng lên đó. Đó, đầu nhỏ nhỏ từ từ bự ha. Hoành eo bự không cô chú anh chị. Rồi, mã số 132. 400 cô chú anh chị. Rồi, 400. Rồi, 133. Cao 40. Hoành 25 hoành. Đó,
25 hoành củ đế thôi, hết phương của chú anh chị. Củ này đẹp lắm cô chú anh chị. Đó, trải đều luôn ha. Đó, xử lý những cái vết cắt được hết của chú anh chị nha. Rất là đẹp, rất duyên nè. Đó. Đó. Rồi 133 này 550 cô chú anh chị. 550. Rồi 134. Cao 29. Hoành 21 hoành. Đó, củ đế nè. Hết sức ha. Rồi, 134 này 200 cô chú anh chị. 200. 200. Rồi, 130 35. Rồi, 135. Đó, cao 20, mấy cây này mới làm ra cô chú anh chị nha, cao chưa vệ sinh. Cao gì có 20 vậy? Ủa. Cao 70. 70. Trời ơi. Gì đâu mà. Đo ngang trên đây đi anh Gục ơi, 25 hoành. Đó, đó đây. Hả? Đây nó kéo nè, đã liền hết vô cô chú anh chị. Dạ nó vàng khè luôn đó cô chú anh chị. Đó củ đế nè. Qua sức cây củ luôn cô chú anh chị. Đó. Dưỡng cho dở lên chút. Đó để em cắt tỉa lại cái chút khen cô chú anh chị tha keo. Đó quay rồi mới làm ra luôn cô chú anh chị, mới tươi luôn. Củ đế nè, qua sức cây củ cô chú anh chị. Đó. Rồi 135 này 650 cô chú anh chị. Đó cây viên dán là hen cô chú anh chị. Bao ship bao sống luôn cho cô chú anh chị nè. Rồi 136. Cao 69 hoành, 19 hoành. Rồi. Đó, nguyên củ đế luôn. Đó, nè nó xù trứng luôn nha cô chú anh chị. Nó xuống trứng đâu quá trời luôn với lọc gì nè, tùm lum ha. Không biết cục này cục gì nè, nó tin mình nè. Quá trời ha cô chú anh chị. Đó, đang mấy cục luôn rồi. Nó ra được mấy cục luôn á. Đó, nồi đế này, khè luôn mới làm cô chú anh chị. Mới làm ra nguyên cục luôn. Đó, 136 này 550.000. Đó, lên cục luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây ha. Đó, rồi, 137. Cao, 50. Nãy lên xù mạnh ha. Rồi, 25 hoành. Đó, nè, nách đồ nó bể chảy hết nha cô chú anh chị. Dưới nữa. Đó, nè, nó chảy đây nè. Lục cục lên cục nè. Qua sức ha cô chú anh chị. Đó, lên nè, chảy đều hết cô chú anh chị. Đó, cây mới làm, mới chà ra nhẹ nhẹ cho cô chú anh chị tham khảo ha. Đó. Tự nhiên thú nằm hả cô chú anh chị ơi. Đấy đặt luôn ha. Đó đấy đặt kẹo luôn rồi. Đó. Rồi cây 130 137 này củ tư cô chú anh chị. Rồi, từ tư ha. Từ tư. Rồi 138 nè, tông cao. Trông rất đẹp nha. Chiều cao này 90. Củ đế này hết bàn luôn cô chú anh chị. Hoành 24 hoành. Đó cái này lũa ha, còn nó gần liền rồi cô chú anh chị nha. Gần liền rồi. Đó nồi đế nè. Đó, để qua sức cô chú anh chị ha. Rồi qua đây nó bị lũa đây nhẹ miếng nha cô chú anh chị. Nè nó kéo qua bít nè, bên đây thì kéo bít. Đây còn có xíu nữa ha. Xíu nữa là liền. Đó tay cành đẹp luôn. Đó. 138 này em giao luôn 700 mà cô chú anh chị. Tay cành của gì nè. 700. Đó bao ship tới nhà nha cô chú anh chị ơi. Đó, 7 sĩ. Rồi, xuống. Rồi, 139. Đó, củ đế này khỏi với bàn luôn. Cao 49. Hoành đây là 21 hoành. Rồi. Này sổ chắc dữ lắm à. 2 tấc rưỡi cô chú anh chị ơi. Rồi, xe này có lũa trên lưng nha. Lũa lưng nữa cũng sam cứng rồi cô chú anh chị nha. Đó. Đây, cái lũa trên lưng. Đây, lũa lưng ha, sam cứng à. Nó đang kéo qua nè cô chú anh chị. Nè, kéo qua bít nè. Kéo nó với hai cái nó dướng qua bít luôn ha. Đó, từ từ nó về mình trồng là nó kéo qua bít luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Nó không được cắt ngay đây nè, cắt tán đầu đinh luôn cũng đủ đủ tiền nữa, nồi đế nè cô chú anh chị. Qua sức nồi đế này luôn, đặt kẹo luôn á cô chú anh chị. Đó, đặt cứng luôn nha. Đó. Rồi, 139 này em giao luôn 950 nha cô chú anh chị. Rồi, 950. Rồi, 140, cây cuối clip luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Cao, lưng thỏ cái này đẹp nha, 49 chiều cao. Đó, đo ngang đây luôn nha cô chú anh chị, ngay mục này ha. 29 hoành ha. Đó, đo trên này lại cái cô chú anh chị. Đây là 26 nha. Đó, đo hai chỗ ha. 26 có hơn nè. Đo sát dưới đây thì nó 29 ha. Đó. Đây, cô chú anh chị ha. Qua sức cái nồi đế này luôn, đặt kẹo ở trong luôn cô chú anh chị. Nè. Đó, mặt nó không có đế hết cô chú anh chị ha. Đặt kẹo luôn rồi. Qua sức cái nồi đế này. Cây này thì chi cành đẹp lưng thỏ rất là gần luôn cô chú anh chị. Này vô chậu hết bài luôn. Đó. 29 hoành cô chú anh chị. Nó giá hai củ của chú 2 triệu cô chú anh chị. 2 triệu ha. 2 triệu bao ship luôn cô chú anh chị. Tay cành đủ lực ơi cô chú anh chị. Cây này vô chậu nè, phơm vô chậu về nhập đội cô chú anh chị. Rồi, cô clip em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha.
cũng mong cho cô chú anh chị xem hết clip cần ý kê thì ủng hộ cho em ha. Rồi xin chào và hẹn lại cô chú anh chị những clip kế tiếp nhé.